Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình bình luận âm nhạc giới thiệu những nhạc sĩ được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cao quý dành cho những nhạc sĩ đã có những đóng góp qua hai thời kỳ kháng chiến và quá trình xây dựng đất nước. Trong chương trình bình luận âm nhạc hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một nhạc sĩ lão thành đã có rất nhiều ca khúc nổi tiếng gắn bó với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ông là một trong 14 nhạc sĩ được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Có mặt ở đây hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trương Quang Lục sẽ cùng chúng ta trao đổi đôi nét về thân thế, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và ca khúc Giang Đứng Bến Tre, một ca khúc trong rất nhiều ca khúc nổi tiếng của ông. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì có nhiều người cứ băn khoăn là tại sao là Tinh Tý, bởi vì Tinh Tý nó có một cái gì đó tuổi Tý hay hay, nhưng mà hóa ra là như thế này. Yeah. Chính bản thân nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thôi, chứ còn anh em mình thì làm sao biết được. Thì ông kể lại là vì ông sinh vào năm Giáp Tý, năm 1934 á, cho nên có thể là các cụ lúc bây giờ đang nghĩ không biết đặt tên gì, cho nên thấy là sinh năm Giáp Tý đặt tên Tý luôn. Cũng như là cái trường hợp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận á, yeah, ông sinh vào năm Nhuận đặt tên Đỗ Nhuận. Yeah. Nhưng mà tùy các cụ thôi. Ví dụ tôi là sinh vào tuổi Dậu nhưng có tên Dậu đâu, tên yeah, Lục nhưng mà tên Dậu. Cho nên có thể tùy các cụ, nếu các cụ mà thấy thì sinh năm Giáp Tý mà thấy chữ Tý nó cũng hay hay thì đặt. Cho nên nhạc sĩ Nguyễn Tý là tên Tý là có lý do như thế. Nhân đây tôi cũng xin nêu một cái tư liệu khác về cái năm sinh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tức là cái hồi ký gần nhất đây thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nói là tôi sinh năm 1954. Nhưng mà trong một hồi ký cũng chính do nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết ở trong một cái tập Nhạc và Đời do hai vợ chồng Lê Giang và Lê Nhất Vũ chủ biên, thì chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là ghi là tôi sinh vào năm 1923. Rồi trong những cái tờ sơ yếu lý lịch hay là trích ngang đồ gì á gửi cho hội nhạc sĩ, gửi cho nhạc sĩ, thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là ghi là tôi sinh vào năm 1925. Thì không biết 23, 24, 25 là cái nào là đúng. Thì cái điều đó thì chắc là để dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trả lời cho chúng ta. Thế còn về cái quê quán với sinh quán của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì ở thì, đâu? Thì cái hồi mà cái tỉnh Vĩnh Phúc á, còn là Vĩnh Yên và Phúc Yên. Thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý á, là sinh ở Vĩnh Yên, tức là ở cái huyện Kim Anh. Nhưng cái huyện đó sau này thì là được cắt sang cho thủ đô Hà Nội và được mang tên là Sóc Sơn, cho nên sinh ra thì ở đó. À không, ông là quê ở đó. Nhưng mà sinh ra lại tận tuốt ở trong Vinh cơ, vùng Vinh. À, sở dĩ có một cái chuyện như thế là vì thế này, là các cụ thân sinh ra nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì quê cũng ở ngoài đó, nhưng mà là vào Vinh để làm thợ ở nhà máy xe lửa Trường Thi ở Vinh. Mà chúng ta đều biết là nhà máy xe lửa Trường Thi là một cái nhà máy xe lửa lớn ở Đông Dương lúc bây giờ, mà cái phong trào công nhân ở đấy rất là mạnh, cũng đã có nổ ra những cái vụ đấu tranh ở nhà máy xe lửa Trường Thi rồi. Thì chính nhạc sĩ Nguyễn Tý là sinh ra ở Vinh trong cái bối cảnh như thế. Thế bố mẹ của ông Nguyễn Văn Tý đó thì là những cái công nhân kỹ thuật. Thế thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã thừa hưởng được cái tố chất nào của gia đình để mà trở thành một nhạc sĩ? Thì theo như người ta nói là bố mẹ phải có cái gen gì đó, hả? Gen về nghệ thuật thì truyền cho con cái gen nghệ thuật đó. Thì bố mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là làm thợ ở nhà máy Trường Thi, nhưng mà thực ra là các cụ đã rất yêu âm nhạc từ trước. Riêng như cụ thân sinh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý á, thì trước đây đã từng đứng đầu một cái dàn bát âm rồi dạy nhạc ở đó, rồi ông cụ còn là thầy đàn hát văn, rồi đàn đáy trong cái nhóm hát Ả Đào ngày xưa đó. Rồi ông cụ còn biết chơi đàn co, tức là đàn nhị á, rồi đàn kim, tức là đàn nguyệt, rồi đàn tam, đàn tứ, trống, đế, sáo, rồi ông cụ còn sắm cả vai kép trong chèo nữa. Như vậy thì có thể nói là cái lý thuyết mà nói là truyền gen nó không có cái đúng phần nào, là ông cụ cũng rất là yêu thích âm nhạc và thích cả chèo, thích cả kịch nữa, sân khấu đó. Cho nên chính sau này cũng có truyền cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cái yêu thích đó. Thế có lẽ là chính cái đam mê âm nhạc dân tộc của cụ thân sinh đã truyền cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cái yêu thích và
chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý lại sở trường về những cái loại hình dân tộc này. À đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là ông cụ như thế, cho nên tự nhiên nó cũng tạo điều kiện cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng thích. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nghĩa là thích ca hát từ hồi nhỏ nha. Cái năm 44 á, tức là trước cách mạng tháng 8 đúng một năm, thì hồi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là 20 tuổi, thì đã từng là ca sĩ chuyên nghiệp hát tại một cái phòng trà lớn tại thành phố Vinh. Mà chúng ta nhớ là ở miền Bắc Trung Bộ là có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình gì đó. Thì Vinh đó là thành phố lớn nhất ở đó, mà lại có một cái phòng trà tên là Moon Gate. Hồi đó cũng đã đặt tên bằng tiếng Anh. Thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là ca sĩ chuyên nghiệp hát ở phòng trà đó, phòng trà đó. Nhưng mà từ năm 45 trở đi thì phòng trà đó không còn nữa. Và sau cách mạng tháng 8 thì nhạc sĩ Nguyễn Tý là tham gia đóng kịch. Như là cũng thừa hưởng cái gen của ông bố. Bởi vì ông bố là diễn viên chèo mà. Thì là nhạc sĩ Nguyễn Tý là đóng kịch nói ở Nghệ An và Thanh Hóa nữa. Như vậy thì theo tôi nghĩ chắc đoán là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cái lúc còn trẻ ông phải rất đẹp trai, cho nên ông đã trở thành ca sĩ và lại còn đóng kịch nữa. Thế nhưng mà cho đến khi nào, đến cái thời điểm nào thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã rời bỏ cái sân khấu, tức là rời bỏ cái nghiệp ca sĩ cũng như đóng kịch để trở thành một nhạc sĩ sáng tác? Đúng như nhạc sĩ Trần Hữu Bích nhận xét, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý hồi trẻ, nhất là mình căn cứ vào những cái ảnh chụp đó, rất là điển trai, mà hai má lúm đồng tiền nữa. Mà nam giới là hai má lúm đồng tiền là các cô mê lắm. Cho nên nhạc sĩ Nguyễn Tý hồi trẻ là được rất nhiều cô mê. Hát hay, đóng kịch giỏi. Nhưng mà cái duyên đối với sân khấu á, thì đến năm 1949 thì đã được chấm dứt. Lý do như thế nào thì mình không rõ. Và từ năm 49 trở đi ấy, thì nhạc sĩ Nguyễn Tý nghiêng hẳn về cái con đường ca nhạc. Thì người ta cũng không biết cái sáng tác đầu tiên của ông Nguyễn Văn Tý là bài gì. Bởi vì, nhưng mà có một bài là lần đầu tiên được quần chúng biết đến và được ông giới thiệu ra, là bài Ai xây chiến lý. Thì bài đó là có lúc thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ghi trong hồi ký là tôi sáng tác năm 48, có lúc thì ghi năm 49, nhưng mà chắc là khoảng đó. Tức là sau cách mạng tháng 8 được khoảng 3-4 năm gì đó thì sáng tác bài đó. Và chính cái bài đó đã đưa nhạc sĩ Nguyễn Tý đến với hội văn nghệ của khu tư. Tôi còn nhớ là trong kháng chiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có một cái bài rất nổi tiếng là cái bài Dư âm. Đúng rồi. Thì cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn nhớ đến cái tác phẩm đó. Thì bài này ra đời vào năm nào và trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ? Thì đó là vào năm 1950. Thì nhạc sĩ Nguyễn Tý lúc bây giờ là trưởng đoàn văn công của một cái sư đoàn của quân đội ta đó. Thì ở bên quân đội á, là để bảo đảm sức khỏe cho người lính mà, thì 9 giờ đêm là bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Thì tự nhiên nhạc sĩ Nguyễn Tý nhớ lại một cái chuyện là như thế này. Một cái chuyện tình mình chớm nở với một cô gái trẻ, nhưng mà nó lại tan vỡ. Cho nên tự nhiên cứ thao thức rồi bức xúc gì đó. Thế là ổng cũng hơi phá điều lệnh một tí á, thức dậy rón rén xuống bếp thắp một cây đèn nhỏ, rồi là chạy lên lấy cái guitar ngồi tưng gì đó, rồi lấy giấy bút ghi cái cảm xúc, và thế là cái bài Dư âm ra đời. Mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã nói đùa là thế này, nói đùa mới là cái bài này ra đời trên một cái nông mà cái nia, bởi vì hồi đó trong kháng chiến ngồi lấy cái nia ngồi ở trên đó, rồi là quay cót xung quanh bởi vì sợ ánh sáng đó nó lộ ra ngoài, chiến sĩ mà họ thức dậy thì là nói là thủ trưởng mà không gương mẫu. Thì là quay ngồi ở trong cái nia sáng tác bài Dư âm. Sau cái thành công đáng kể đó của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tôi còn nhớ ông đã viết một số những cái tác phẩm mà được nhiều người biết đến, như là bài Mùa Hoa Nở này, rồi bài Pha Màu Luống Cầy, hay Vượt Trùng Dương, hay là Tiếng Hát Dối A. Đúng. Phải nói là trong kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Tý cũng có nhiều bài nổi tiếng đặc biệt. Thì cái bài Mùa Hoa Nở là ra đời trong một cái đêm họp sống sinh hoạt với dân năm 1951. Tôi nhớ mấy câu là dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa để gì đó, thì rất phổ biến mà bài rất là đơn giản. Rồi có bài Pha Màu Luống Cầy thì viết trong cái lúc mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
đi đến thăm một cái xưởng sản xuất ra phốt phát, tức là phân lân á, ở Nghệ An. Rồi cái bài Vượt Trung Dương là cái bài này nổi tiếng lắm mà đã từng được giải thưởng của Trung ương. Thì ra đời khi ông vừa trên đường đi dự cái đại hội văn nghệ Liên khu tư, và khi vừa đi thì thứ nhất là thế này, vừa nghĩ đến quê nhà mình đó, là có bà con làng chài á, mỗi lần đi ra biển phải vượt sóng gió các thứ, muốn đến bến bờ hay là đến cái chỗ nào đó cũng phải vượt qua sóng gió. Rồi lại nghĩ đến cái cuộc kháng chiến của mình, nó cũng như là những trường hợp như thế, cũng vượt qua bao nhiêu sóng gió. Rồi lại nghĩ đến cái quyển sách Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi của đồng chí Trường Chinh. Cho nên tất cả những cái điều đó đã tổng hợp lại, tạo nên một cái cảm xúc cho nhạc sĩ Nguyễn Tý viết cái bài Vượt Trùng Dương. Nếu mà mới ngay cái tên thì mình nghĩ chắc là chỉ nói về những người chài lưới đi vượt ngoài biển. Nhưng mà đây chính là nói về cái cuộc kháng chiến của mình như là một con thuyền vượt trùng dương, nhưng mà cuối cùng cũng đến bến bờ, tuy là phải vượt qua bão táp phong ba. Sau đó thì đến cái thời kỳ mà kháng chiến chống Mỹ, tức là từ năm 1954 đến năm 1975 đấy, thì đó là cái thời kỳ mà những cái tài năng sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tý được nở rộ nhất. Có thể kể đến hàng loạt những cái tác phẩm nổi tiếng khác của ông như là bài Mẹ Yêu Con, bài Chim Hót Trên Đồng Đay, hay là Tiễn Anh Lên Đường, bài ca Năm Tấn, Em Đi Làm Tín Dụng, Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa, Một Khúc Tâm Tình Của Người Hà Tĩnh, vân vân. Có thể nói là hồi kháng chiến chống Pháp thì ông cũng có một số bài nổi tiếng này, nhưng mà đến kháng chiến chống Mỹ là gần như là nở rộ đó. Trong nước và ngoài nước đều biết là chính những cái tác phẩm trong thời kỳ kháng chiến Trung Mỹ. Nhưng mà tôi muốn nói thêm về cái bài Mẹ Yêu Con một tí. Mẹ Yêu Con, bài này thì ra đời năm 56. Thì lúc bây giờ bà xã của nhạc sĩ Nguyễn Minh Tý thì phải đi học xa gia đình 4 tháng, mà con thì đang còn nhỏ. Cho nên nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là phải làm cái nhiệm vụ là gà trống nuôi con. Tôi xin muốn nói thêm về một câu về bà xã của nhạc sĩ Nguyễn Tý. Bà xã của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là em ruột của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Nguyễn Văn Thương. Trước đây cũng từng ca hát trong đoàn Văn Công nữa đó. Thế thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý khi mà quen biết với nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, qua nhạc sĩ Nguyễn Thương như là người anh, người thầy của mình, thì lúc bây giờ là gặp cô em xinh đẹp mà hát hay, thế là sau đó là kết với nhau luôn. Và cái ông anh của con gái là nhạc sĩ Nguyễn Thương, thì thấy ông Nguyễn Văn Tý cũng điển trai mà cũng có tài, thế là nhất trí và vun vào, và người đó là bây giờ cũng vẫn là bà xã lâu dài cho đến bây giờ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Thế thì còn cái bài ca Năm Tấn thì ra đời năm 67 trong dịp đi thực tế nông nghiệp ở Hưng Yên. Nhưng mà sau đó mấy năm thì anh em có gặp ổng, nói là cái Năm Tấn của ông là lạc hậu rồi. Bây giờ là người ta 10 tấn. Nhưng mà ông nói thời gian đó là Năm Tấn là nhất rồi. Cho nên nhất lúc nào thì chúng ta ca ngợi lúc đó. Hay là Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa thì ra đời khi ông nghe kể về những bà cụ mà ở Hà Bắc. Và tất cả các vùng nào cũng vậy, các bà cụ hay thương chiến sĩ lắm, hay vá áo cho chiến sĩ. Rồi Một Khúc Tâm Tình Của Người Hà Tĩnh thì viết năm 1974, sau nhiều lần đi thực tế ở Hà Tĩnh, một địa phương mà từng đánh trả không quân của giặc vô cùng. Nhất là cái câu đầu nhỉ, đi mô tôi cũng nhớ về Hà Tĩnh. Nghe câu đầu không là biết là Hà Tĩnh rồi. Hà Tĩnh rồi. Cho nên cái tài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nơi cái chỗ là đưa cái âm hưởng dân ca vào một cách nhuần nhuyễn, mà nghe là người ta biết ngay là ở địa phương nào. Thì theo tôi thì đáng phục nhất là phải kể đến cái bài gọi là Em Đi Làm Tín Dụng, là một cái đề tài rất khó đấy. Nhạc sĩ có thể nói thêm về cái bài này. Thì ngay gần đây tôi có gặp một số anh chị em ngân hàng, mà họ vẫn nhắc đến bài này. Họ bảo họ ước mơ làm thế nào mà các nhạc sĩ viết về ngân hàng mà cũng hay như bài này. Thì tôi có nói khó đấy, là bởi vì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có tài cho nên mới viết được một cái bài về ngân hàng mà nó hay như là Em Đi Làm Tín Dụng. Bài này thì ra đời là năm 1971. Tôi còn nhớ có mấy câu này: trải mấy năm qua em đi làm tín dụng, làm tín dụng em mang tiền chính phủ cho bản làng vay đủ, nuôi thêm đàn lợn béo, trồng thêm lúa thêm ngô. Nghĩa là nghe cái lời không thì mình thấy nó rất là mộc mạc, nôm na.
Nhưng mà lời thì nôm na thế, nhưng mà nhạc thì nghe rất hay. Nhất là mang cái âm hưởng của dân ca miền núi Tây Bắc đó mà. Tây Bắc, dân ca Hơ Mông. Thành nghe nó rất mượt mà. Tôi có nhớ là thế này, có một anh bạn học cũ của tôi ở Sài Gòn này, ảnh không ra tập kết, nhưng mà khi chúng tôi về gặp ảnh thì ảnh nói này, tôi trước qua cái đài của mấy ông, tôi nghe cái bài Em Đi Làm Tín Dụng, khi mà tôi nghe cái tên là tôi đã ngán rồi. Thấy xong mà cái bài hát Em Đi Làm Tín Dụng mà cũng ra nhạc được là giỏi. Nhưng mà khi tôi nghe xong á, tôi rất là mê. Tôi không thể tưởng tượng được là một cái đề tài nó khô khan như thế, Em Đi Làm Tín Dụng, mà là ra được một cái bài hát rất hay, rất tuyệt như thế. Thì là ông bạn tôi, ông đã tâm sự như thế. Thế thì sau ngày thống nhất đất nước đấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã vào lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, tức là năm 1976. Thế từ đó đến nay thì ông đã sáng tác được rất nhiều những cái tác phẩm cũng rất nổi tiếng. Ví dụ như là Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, hay là Cô Đi Nơi Dậy Trẻ. Và có một cái điểm đặc biệt nhất là cái bài mà Giáng Đứng Bến Tre, là một cái bài mà lại mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Thì tôi thấy là cái bài, nói về cái bài Cô Nuôi Dạy Trẻ thì phải nói thế này, là hồi đó thì đài truyền hình của mình đây này, thì năm nào cũng có những cái chương trình mà đặc biệt là biểu dương những cái người tốt, việc tốt, những con người mới á. Thì lúc bây giờ thì nhạc sĩ Nguyễn Tý cũng được mời tham gia để mà viết những cái bài cho Tết năm 80 á, Tết năm. Thì nhìn danh sách các cái bài đã có, thì là các ngành nghề nào cũng có, người thợ rồi, người nông dân rồi, có hết, sinh viên có hết, nhưng mà nói về ngành mẫu giáo là chưa có. Ngành mẫu giáo chưa có, cho nên nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý á, mới viết một cái bài là Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ, của nhà trẻ rất thành công. Thì cần Tết rồi mà mới thu thành cái bài đó. Nhưng mà khi đó thì ông 57 tuổi. Tôi nhớ có một đồng chí cán bộ cao của ngành giáo dục thành phố có nói với chúng tôi thế này này, là tôi đã từng động viên anh chị em mầm non á, phải yêu nghề của mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng không thể nào hiệu quả bằng cái bài của ông Tý, là bài Cô Nuôi Dạy Trẻ. Tất nhiên là ý kiến đó cũng có thể hơi cực đoan phần nào, nhưng mà phải nói là cái bài Cô Nuôi Dạy Trẻ cũng đã có góp phần giáo dục cho chị em lòng yêu nghề của mình. Nói về những cái tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đấy, thì phải có rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà trong chương trình này thì thời gian là không cho phép. Đấy, cho nên là bởi vì ông có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng khác. Điều đặc biệt là ca khúc của ông thì cả nhạc và phần lời lại là sự sáng tạo của ông. Bởi vì là rất hiếm có những cái bài nào, hát nào mà của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà lại là phổ thơ. Nhưng mà tôi nhớ là có một cái bài mà nếu mà không nhớ nhầm thì là cái bài duy nhất mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phổ thơ cái thời gian đó, là cái bài mà Huyền Diệu. Của thơ của Bảo Đình Giang. Thế còn sau này thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã có những số thay đổi, tức là có phổ một số bài thơ của Xuân Quỳnh. Đấy, nhưng mà rất ít đấy. Nhưng mà trong cái thời gian mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì ông có một tác phẩm rất nổi tiếng, tức là cái bài mà Giáng Đứng Bến Tre. Thì cái bài này lại mang âm hưởng, đặc biệt là cái âm hưởng dân ca Nam Bộ. Đấy, cho nên cái đó là một cái mà rất là hiếm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Mà bài này thì không những là người dân ở Bến Tre coi như đó là một thứ tỉnh ca của mình đấy, thế nhưng mà còn được dân cả nước mình rất yêu thích. Thì có thể nói là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sau khi đã có một loạt các cái bài thì mang âm hưởng dân ca miền Trung và miền Bắc. Thì bây giờ đây lại có một cái bài Giáng Đứng Bến Tre, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phát huy được một cái gen mà say mê âm nhạc dân tộc á. Và đã phát triển và đưa vào trong một cái bài hát Bến Tre rất là hay. Có nhiều người thì thắc mắc là ông sinh ra và lớn lên hoặc là công tác rất lâu ở miền Trung và miền Bắc, thế nhưng mà những sáng tác của ông là mang cái âm hưởng mà dân ca miền Trung hay miền Bắc, thì đó là cái điều mà rất dễ hiểu. Thế nhưng mà ông vào lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh thì không bao lâu. Nhưng mà lại cái bài Giáng Đứng Bến Tre của ông lại rất là Nam Bộ. Thì nhạc sĩ nghĩ sao về điều đó? Tôi nghĩ là đúng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ở miền Trung và miền Bắc 53 năm. 53 năm, tức là hơn nửa thế kỷ. Cho nên cái dân ca các miền đó nó ngấm vào trong người của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đều cũng là dễ hiểu. Nhưng mà khi mà vào Nam Bộ, đất Nam Bộ thì đúng có 5 năm thôi. 5 năm thôi.
Nhưng mà chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng đã nói lên trong cái hồi ký của mình là đã cố gắng hết sức hòa nhập với nơi ở mới, hòa nhập với nơi ở mới và yêu đất Nam Bộ. Và khi vào mới thành phố Hồ Chí Minh thì ông có viết thư cho bà xã lúc bây giờ chưa vô, đang còn ở Hà Nội, nói là đại ý là thế này, cần khoảng 5 năm để ông ta học làm người Nam Bộ, tức là ý là để hòa nhập với ở cái nơi lập nghiệp mới. Tôi hiểu rằng là nếu mà trong cái việc là học làm người Nam Bộ đấy, thì có cả việc tìm hiểu phong cách, tư tưởng, tình cảm và học cái hay, cái đẹp của kho tàng âm nhạc của dân ca Nam Bộ. Đấy, để từ đó mà sáng tác nên những cái ca khúc mà đậm chất Nam Bộ. Thế nhưng mà hoàn cảnh ra đời của bài Giáng Đứng Bến Tre thì cụ thể như thế nào? Tức là nhạc sĩ Nguyễn Tý thì đi Bến Tre nhiều lần, 3-4 lần, sau đến cái năm 1980 thì mới đi một lần nữa, đi lần nữa tại Bến Tre và bắt tay vào sáng tác. Thì ông nghĩ đến cây dừa trong bom đạn, thương tích của cây dừa thì đầy, nhưng mà vẫn là vững vàng, giống như con người của Bến Tre, tuy là qua những cái bom đạn như thế, mình có thương tích nhưng mà vẫn xông lên chiến đấu. Trong đó có những người phụ nữ dũng cảm như chị Ba Định chẳng hạn. Thì cái ý nhạc đầu tiên đến với ông là ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay theo gió. Mà cái tóc dài này nó cũng là một cái hình ảnh của cái lá dừa nó rất là đẹp. Rồi là hỏi có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Thì con gái Bến Tre rồi, nhưng mà trong nhạc thì tất nhiên phải hỏi một câu hả? Vậy hả? Thế thì có phải là cái bài Giáng Đứng Bến Tre được ông viết theo một cái điệu thức Nam Bộ, mà điệu thức Nam Bộ thì rất nhiều, nhưng mà có một cái điệu thức nó rất là tha thiết, đó là cái điệu thức oán. Nó là họ sư sang xê công liêu, họ sư sang xê công liêu. Mà chữ sư ở đây á, nó có hơi già một tí, Nếu mà viết, nếu mà chúng ta viết theo cái như của Tây Phương á, là bởi vì trong cái bài này là mi, mi, so, la, si, đô, mi. Chữ son đây á, nó không phải là son thường, mà thực ra cũng không phải là son thăng. Nó nằm lớ lớ ở giữa. Nhưng mà tôi thấy là ngay cái trong cái bản nhạc Giáng Đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Tý, thì ông vẫn phải để là son thăng, bởi vì trong cái ký âm Tây Phương nó không có cái nốt lơ lửng ở giữa, lớn cái nốt sừ già. Nhưng mà hầu như là các ca sĩ hát đều phải hát theo cái nốt sừ già, cái cung sừ già, sừ già thì nó mới ra chất Nam Bộ, bởi vì theo cái điều thức oán mà họ sư sang xê công liêu. Thì tôi thấy khi mà anh dùng cái điều thức đó thì rất dễ thể hiện được cái màu sắc Nam Bộ. Tôi nghĩ rằng thành công của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đấy thì có lẽ là do gắn bó với cái cội nguồn của dân tộc. Bởi vì toàn bộ cái tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là mang đều âm hưởng dân tộc. Cho nên tôi nghĩ đó cũng là một bài học lớn cho những ai đi trên con đường sáng tác âm nhạc Việt Nam. Tại sao nó bài học lớn? Là vì trong hiện trạng cũng có nhiều anh em thích viết theo kiểu nhạc Tây Phương, rồi thích viết theo kiểu nhạc Thái Lan, rồi thích viết theo âm hưởng nhạc Hồng Kông, nhạc Đài Loan. Thì tất cả những cái bài đó phải nói là tôi bảo đảm không thể thọ được. Muốn có một bài hát thọ mà muốn mình phục vụ nhân dân được tốt và sống lâu dài trong lòng quần chúng thì bài hát đó phải gắn bó với âm hưởng dân tộc. Tất nhiên là mình không có bê nguyên si mà có phát triển kế thừa hiện đại hóa lên thì cái bài hát đó nó mới sống được lâu dài trong lòng quần chúng. Tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre, con gái của Bến Tre,
đồng khơi. Ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê. Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng bên tre. Ơi tóc ai dài để lại dáng Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Dáng đứng bến tre, một tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mang đậm chất dân ca Nam Bộ qua phần trình bày của ca sĩ Thùy Trang. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trương Quang Lục đã cho chúng ta hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.